bữa người ta ở đây xem nè, tôi bắt được nàng xem chùa bà con ơi, hay đó, đừng có xem chùa nữa, sắp đi. Hey, vô, xin chào các bạn trở lại kênh của mình. Hôm nay chơi tiếp tựa game Onslaught Tower Defense nha. Thì hôm nay mình sẽ review một cái unit mà gọi là gần như là không có YouTuber nào ở Việt Nam nào mà có cửa mà đụng được con này đâu anh em. Con này có tên là Jhin Morin anh em. Để sở hữu được nó thì anh em phải leo được cái top Infinity Elemental anh em. Do là cái mức độ mà hiếm có của nó nên là cái giá trị của nó cũng rất là cao, nhưng mà con Jhin này là một cái nhân vật thuộc God of High School và giá trị của nó khi mà mình gọi là ăn cắp á, là cái con này là 400 đô anh em. Mình mới ăn cắp với thằng em ngu dốt ở trong Discord của mình để review cho anh em coi. Rồi thì để chúng ta hãy cùng coi thử chỉ số cơ bản của nó như nào. 408 tiền đặt ra, có 6,5 giây đánh, 25 rank và đam là 800. Hãy cùng vào video để thử coi là cái con này á nó đã gọi là mạnh mẽ như thế nào, hoặc là cái kỹ năng nó đẹp như thế nào mà người ta phải đánh đổi quá nhiều để lấy được nó nha anh em. Bắt đầu video thôi. Bạn cần một dịch vụ kèo hơi, một nơi bán Robux uy tín, hãy đến ngay shop Roblox.vn, nơi bán Robux rẻ nhất tại Việt Nam. Cùng với đó là hàng trăm trò chơi với quà tặng hấp dẫn lên đến trị giá 10.000 Robux. Đến ngay shop Roblox.vn sẽ có người hỗ trợ cho bạn 24/7 khi bạn gặp lỗi. Vào đây để ủng hộ cho mình nha. Rồi nhưng mà hiện tại là wave thứ 13 nha em. Và mình nghĩ là cái lượng tiền mình đã đủ để up cái con Jhin Morin rồi. Nên mình sẽ bắt đầu đặt những con này ra nha. Rồi thì đẩy mắt này xuống dưới đi. Mình sẽ bắt đầu đặt cái con này ra cho anh em coi. Mình gắn cho nó có ốp giảm tiền hay là nó cũng không ảnh hưởng quá là nhiều với tới con này đâu. Mình sẽ bật full hiệu ứng cho anh em coi thử coi là cái con Jhin Morin này đánh có đẹp hay không. Đây, đây là cái hướng của nó nghe anh em. Thì Jhin Morin này là một cái nhân, nó là nhân vật chính trong God of High School, một cái bộ mà ở bên Hàn Quốc anh em ạ. Cái ác truyện này cũng đẹp và cái bộ này thì nó mới hết season 1 thôi anh em ạ. Jhin Morin là nó kiểu như là nó được thừa hưởng cái sức mạnh của Tôn Ngộ Không anh em ạ. Nhìn nó đánh khá là hay. Có bộ anime cũng khá là đẹp anh em. Anh em nào thích đánh đấm thì anh em có thể vào coi. Rồi thì mình sẽ đặt ngay đây để anh em coi cái hoạt ảnh tấn công của anh ta dễ hơn. Thì mới vô thì anh ta sẽ, nói chung là cái động tác đánh là mình có coi phim rồi mình biết là nó cũng khá là giống với cái nguyên tác truyện anh em ạ. Jhin Morin thì nhìn sơ bộ qua thì anh ta được làm khá là đẹp anh em. Có một cái điểm nhấn của Jhin Morin ở trong phim mình khá để ý, đó là cái con mắt của Jhin Morin nó sẽ có cái ngôi sao trống. Không biết là cái game này nó có làm kỹ hay không. À có nghe anh em, mình đang nó đánh hơi nhanh tí xíu nên là mình không thấy được cái gì hết. Đây mình thu gõ lại cho anh em coi, nó sẽ có một cái con mắt ngay đây anh em. Thì cái giá trị con này mình đã nói từ ở lúc mà đầu làm video rồi, cái giá trị con này khá là lớn em ạ. Nên là khi mà mình chỉ cam con này mình cảm thấy rất là vui anh em, vì mình sắp bán được rất là nhiều tiền anh em ạ. Bây giờ hãy cùng up lên một vài cấp độ đầu tiên để thử coi nó như nào nha anh em. Ở cấp độ đầu tiên sẽ tốn của chúng ta là 480 tiền cộng 2 rank và cộng thêm 800 dam. Có vẻ như là nó sẽ không thay đổi quá nhiều đâu. Cấp độ tiếp theo sẽ cộng thêm 900 dam hả? Ok, nâng cấp thôi. Đấy. Và cấp độ tiếp theo sẽ gọi là thay đổi cái hoạt ảnh đánh. Đây là cái cấp độ mình muốn có này anh em. Hãy cùng up lên nhé. Nó sẽ cộng cho chúng ta thêm 1 rank và cộng thêm chúng ta là 1200 dam anh em. Những unit mà kiểu như thế này thì mình nghĩ là anh em sưu tập để chơi thôi. Còn những cái unit này thì sẽ lập tới chơi thôi, còn cái khả năng phòng thủ của nó thì chắc là anh em gọi là không có mà cần đâu anh em ạ. Rồi thì đây là cái hoạt ảnh đánh tiếp theo của anh ta, đó là Mountain Mountain Bin hả, hồi nãy mình quên có cái tên em ạ. Nói chung là đánh cứng như đá hay gì đó, mình dịch thôn nó là vậy. Đâu để mình coi lại cái tên khi up lên mắt cái cấp độ đó là cái gì. Nó tên là Mountain Kick, tức là cú đá núi hả, cuối cùng đá mà ra nguyên cái núi luôn anh em đó. Thì không biết sao là anh ta đánh ở ngoài trước này mà cái núi nó xuất hiện ngoài xa anh em ạ. Đây thì nó cũng nhìn nó đá ngoài trước này anh em, mà cái núi nó xuất hiện ngoài sau nhìn nó hơi kỳ anh em ạ. Thôi kệ đi anh em ạ, bây giờ chúng ta cùng up lên một vài cấp độ tiếp theo để coi nó như nào nghe anh em. Thì mình nghe nói là thằng em của mình nó nói là cái con này thì anh phải nghe cái gọi là cái sound effect của nó, cái sound effect tấn công của nó, thì mình sẽ bật cái sound lên cho anh em nghe để mình coi thử coi là thằng này nó có xì cam mình hay không. Đấy, đấy là cái này là graphic anh mở rồi, để bật 1, 2 lên cho anh em coi. Oh shit, nó hơi to rồi. Ây da, à, phải để mình giảm nó nhỏ xíu rồi mình bắt tiếng ở trong cái phần mềm quay cho anh em coi. Rồi thì đây là cái hoạt ảnh mà đánh của nó nghe anh em. Oh, nó đánh nghe khá là khủng anh em ạ. Mình thì chơi game ít khi nào mình bật tiếng anh em ạ. Tại mình bị bệnh là nếu mà có tiếng động thì mình sẽ bị mất tập trung anh em. Nên là mình sẽ tắt cái tiếng động. Đó, thì nó quánh nghe cái tiếng núi ầm 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 nghe khá là căng anh em ạ. Thì mình sẽ up lên một vài cấp độ tiếp thử coi nó như nào nha anh em. Bà mẹ tiếng nó to quá mình nghe nó hơi nhát anh em. Rồi để up lên một vài cấp độ thử coi. Ở cấp độ thứ 5 thì chúng ta sẽ có là Crazy Power, tức là sức mạnh gọi là điên cuồng. Hãy cùng up thử coi nó như nào. Đấy, sức mạnh điên cuồng thì chúng ta đổi từ AOE gọi là bán nguyệt sang AOE chảo anh em ạ. Để coi anh ta đánh như nào nha. Đấy,
Ồ, nhìn nó khá là đẹp nè, để mình đứng từ xa nó nhìn nó, coi thử coi nó như nào anh em. Đây, đây là cái nó phải nói là nó nhìn nó khá là cháy đó nè bà, tại vì cái hoạt ảnh đánh của nó nhìn khá là đó, nó sẽ có một cái tia đen gọi là truyền cái năng lượng tới anh ta, sau đó anh ta sẽ gọi là đam nè anh em. Đấy, cái tia đen nó sẽ xuất hiện gọi là ngang qua luôn anh em ạ. Nếu mà chúng ta đặt nhiều con này ở trong một cái gọi là sàn đấu thì chắc chắn là cái map chúng ta sẽ bị crash nếu mà anh em không có tắt graphic đó anh em ạ. Rồi, hãy cùng nâng lên một vài cấp độ tiếp theo để coi như nào nha anh em. Ở cấp độ tiếp theo cộng thêm 5 rank và cộng thêm cho chúng ta là 2.300 đam. Đấy. Rồi cấp độ tiếp theo nữa sẽ cộng cho chúng ta thêm 5 rank và 3.000 đam. Rồi, và cấp độ cuối cùng sẽ cộng thêm 7.5 rank và cộng thêm 3.000 đam. Không có thay đổi gì quá nhiều hết. Ồ, vậy là tính ra con này nó đánh cũng không có gì hay ho lắm nha. Mình cứ nghĩ là cái con này nó sẽ có hoạt cảnh rồng thiên gì đó. Tại anh em mình nói là nghe con này đánh nghe cái tiếng động của rồng múa nghe nó ác lắm. Nên là mình quyết định là bật tiếng lên nghe thử. Ai ngờ là không có gì hay ho hết. Rồi thì nhìn sơ bộ thì con này là một cái con mà phải nói là rất có giá trị ở trong mà cái việc mà chơi. Thằng em mình nó đã phải chơi cái con này lên rất là khốn anh em, nó phải gọi là đổi, nó còn bù tiền thêm cái kiểu đồ nó mới chơi được con này. Giá trị của con này hiện tại là đang rao bán là khoảng 8 triệu mấy anh em ạ. Mong là nó có thể bán được để donate cho mình anh em, tại nó hứa là bán được giá cao nó sẽ donate cho mình. Mình cũng khá là mong ước cho thằng em mình nó có thể bán được, không phải là vì tiền donate mà vì nó là em của mình anh em ạ. Rồi thì chúng ta cùng nhìn sơ về cái con này nha. Con này là một cái con level 1. Thì nếu mà anh em nào mà không có chơi nhiều thì anh em sẽ biết không có biết được cái giá trị của con level 1 này. Có một số cái unit anh em, hầu như là tất cả đa số những cái unit mà anh em mà giữ được nó ở cái level 1 thì nó sẽ rất là gọi là có giá trị anh em ạ. Tại vì cái unit level 1 thì nó có thể gọi là unit pure anh em, nó chính xác hơn là nó là unit mà nguyên bản, tức là cái phiên bản mà đầu tiên của nó sẽ gọi là có giá trị hơn. Thế nên là anh em nào mà có những cái con mà kiểu như Kaido hay là những cái con mà Awa mà anh em có con level 1 á thì giá trị của nó sẽ cao hơn cái con bình thường ít nhất là khoảng 10% tới 20%. À, cái con này thì nó là một cái con nguyên bản là cái giá trị của nó rất là cao nên mà đấy mình đọc hiệu ứng cho anh em coi con nó đánh như nào. Mình sẽ đặt thêm hai cái phiên bản nữa cho anh em coi, là cái phiên bản mà nó đánh ở lúc đầu nè và cái phiên bản là nó đánh lúc mà nó có cái tuyệt chiêu gọi là Mountain anh em. Đó, cái Mountain kích này là mình thấy nó hơi kỳ tí xíu, là nó đánh mà nó bắt cái tảng đá là sao thì nó nhìn nó hơi lạ tí xíu mà thôi kệ, nó cũng không có quan trọng đâu. Nói chung là con này mà đem mà đi nghe phe của thì thứ gì mà chịu nổi anh em ạ. Rồi thì đây là tất cả những cái mình còn như còn cái Crazy Power nữa, mà Crazy Power là cái năng lượng mà cút cuối anh em ạ. Đấy thì cái anh ta là sẽ chuyển cái AoE mà anh em có thấy được là lúc đầu là AoE bán nguyệt nhìn nó hơi tù nè. Khi mà nâng lên cái cấp độ mà cấp độ 3 tức là Mountain Kick thì nó sẽ chuyển qua AoE nó bự hơn một tí xíu, và khi mà up lên max cấp thì nó sẽ gọi là Crazy Power và cái đen nó sẽ rộng rộng hơn từ từ. Nói chung là con này khả năng phòng thủ của nó thì không có, nhưng mà cái khả năng mà gọi là nghe gọi là đi flexing cái đi khoe của thì nó sẽ rất là cao. Nhưng mà con này thì cái giá trị của nó sẽ đắt hơn Kaido anh em. Anh em là đi trader thì anh em sẽ biết được là cái giá trị như vậy. Rồi thằng em mình nó có vẻ đặt quân ra nó muốn cho anh em coi thử coi là con này búp như nào, thì ok hãy để cho nó búp cho anh em coi nha anh em. Thì cái con này khi mà búp lên thì nói chung cũng đơn giản thôi, anh em chỉ cần nhân ba lượng đam lên thôi, mà con này đam nó cũng phải gọi là hơi yếu nên là có nhân ba lượng đam lên nó cũng không giúp ích được nhiều đâu. Cái rank của nó khi mà max búp ở level 1 là sẽ được 69 rank, còn cái đam của nó sẽ được gọi là 45.000 anh em ạ. Thì đây là cái con mà tôi nghĩ là ở trong Việt Nam này chỉ có mình tôi review thôi, chứ không có ai mà review được con này ở đâu. Nên là anh em nào cảm thấy mà muốn review những cái unit mà độc lạ thì anh em nhớ lên kênh mình coi nha. Mình đã review hình như là được 3 con trên 4 con ở trong top E rồi anh em ạ. Chỉ còn một con ở trong mà cái đi hai đường là mình chưa review thôi. Anh em nào coi được video này mà có con đó thì nhớ đưa cho mình để mình review nốt nha anh em. Rồi, vậy là chúng ta đã review xong cái con mà Jean Marie anh em. Đây là một cái unit mà mình đánh giá là nó rất là hiếm có anh em ạ. Hiện tại thì nó chưa có blessing, tức là nó chưa có cái hoạt ảnh mà kiểu như đẹp đẹp giống Awa, nó có cái dòng xoáy xoáy nước, nhưng mà cái giá trị của nó rất cao rồi. Thì trong tương lai thì chắc chắn là nó sẽ có cái blessing và cái giá trị con này sẽ tăng cao tiếp nữa. Thì nếu mà anh em cảm thấy thích cái video này thì nhớ để lại bình luận cho mình nhé, để mình gọi là ăn trộm con này mình đem cho anh em tặng giveaway. Và nếu mà anh em nào mà có những cái unit nào xịn xịn muốn mình review thì nhớ là inbox cho mình để mình biết nha anh em. Bây giờ thì cảm ơn anh em đã lựa chọn video của mình trong hàng triệu được khác. Giờ thì bye bye.